Cùng với tâm tình trợ Thiên Chúa, thật là một thống ân đặc biệt Chúa ban cho nơi sứ đoàn Hoàng giáo Quảng Châu chúng con được đón quý cha trở về tại giáo họ để ban các nghi thức cho sứ đoàn gia đình tận tạp hích tâm của giáo họ chúng con. Vậy giờ đây chúng con được đón quý cha cũng như các quý khách về tại phòng khách của gia đình để chúc con đây để hợp hoan trong cái ngày tạ ơn Chúa và mừng của trong họ nói chung và trong sứ đoàn và chúng con nói riêng. Giờ đây xin quý cha vào trong nhà phòng khách và các quý khách cùng với cha đỡ các ông các bác trong gia đình sứ đoàn của giáo xứ giáo họ về tại phòng khách hôm nay. Xin các ngài vào các cái phòng bàn ghế để trong ban tiếp tân được đón tiếp cũng như là mừng trong ngày tạ ơn Thiên Chúa và được đón nhận những cái học ngân đặc biệt để đi cha ban cho sứ đoàn giáo được mọi sự bình an cũng như tốt đẹp. Vậy giờ đây mọi sự đã tốt đẹp thì con xin mời cha linh hướng cha sẽ ra có lời và cha đồng khóc và của an thôi. Được phép của cha Chánh xứ Bắc Trạch cũng là cha Hạt trưởng này, cũng như là quý cha khách này, xin một lần nữa xin tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu và cảm ơn tất cả mọi người. Cách riêng là chúng ta có chạm vỗ tay cảm ơn gia đình thì ông bà trực thuyết ạ. Xin Chúa đọc phép của anh chúng ta nhân linh cha và con là Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, Chúa đọc phép tất cả những của anh này cho chúng con nhờ lòng rộng rãi Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân linh cha và con và Thánh Thần. Amen. Kính chúc quý cha và quý khách con vượng một tràng vỗ tay. Cộng đoàn con xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha tổng linh hướng cũng như cha xứ và quý cha. Xin kính chúc cha xứ, cha tổng linh hướng và quý cha cùng toàn thể ban chấp hành giáo phận cùng toàn thể các đoàn viên một bữa cơm thật ngon miệng. Xin các vị nâng ly. Tiếp cùng đó rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.